Cụ bà 100 tuổi nhưng xương khỏe như 50 nhờ 4 bí quyết trường thọ này mà rất ít người biết. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thưa quý cô bác, trường thọ là điều mà cô bác chúng ta ai cũng mong muốn có được. Nhưng lối sống và môi trường xung quanh thường là những yếu tố khiến sức khỏe của bác chúng ta ngày càng kém đi, nhất là mắc đủ các chứng bệnh về xương khớp. Mà như cô bác hay nói vui, khớp nó đớp vào tim, tim nó tìm đến cái hòm sáu cạnh. Ý chỉ bệnh xương khớp thì chẳng thể sống thọ, rồi cũng sớm lên đường mà thôi. Tuy nhiên, vẫn có những người sống đến tuổi rất cao mà sức khỏe vẫn tốt. Như một cụ bà gần nhà tôi chẳng hạn, dù đã gần 100 tuổi mà cụ vẫn đi lại nhanh nhẹn, vóc dáng thì khỏe khoắn, tuổi xương thì chỉ như mới 50-60 tuổi, khiến ngay cả con cháu của cụ cũng rất bất ngờ. Là hàng xóm, tôi rất tò mò muốn biết bí quyết cụ sống thọ mà xương khớp vẫn chắc khỏe như thế, nên đã lần la hỏi chuyện. Cụ không ngần ngại chia sẻ với tôi 4 bí quyết, có thể nhiều cô bác biết nhưng lại ít ai áp dụng. Cô bác muốn biết đó là những bí quyết nào, cách áp dụng ra sao? Ngoài những điều đó thì còn phương pháp nào để xương cho khỏe? Cô bác theo dõi chương trình để khám phá nhé! Vâng, bí quyết đầu tiên giúp cụ hàng xóm nhà tôi sống khỏe và tôi xin chia sẻ luôn với cô bác, đó là ăn lành mạnh, đủ chất chứ không kiêng khem. Lúc tôi nghe cụ nói như thế thì khá bất ngờ, bởi vì tôi thấy nhiều người sống thọ mà xương khớp chắc khỏe là vì thấy họ ăn uống kiêng khem dữ lắm, thế mà cụ lại bảo không cần kiêng khem gì cả. Tôi thấy lạ nên tìm hiểu sâu hơn, thì hóa ra cụ không kiêng khem theo chế độ ăn lành mạnh của bác ạ. Cụ thích ăn thực phẩm tươi, nguyên chất như là rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Hơn nữa, thực phẩm cụ ăn rất đơn giản, không có quá nhiều chế biến và phụ gia. Những thực phẩm này giúp cụ duy trì sức khỏe tốt và cung cấp các chất dinh dưỡng đa lượng mà cơ thể cần. Ngoài ra, cụ cũng ít ăn thịt đỏ như thịt bò lắm. Thay vào đó, cụ ấy thường chọn một số loại thực phẩm giàu protein như đậu, cá và các loại hạt. Theo khoa học thì những thực phẩm này có thể giúp duy trì cơ và xương khỏe mạnh, cũng như ngăn ngừa một số bệnh, nên chả trách gần 100 tuổi mà cụ vẫn cứ khỏe mạnh thế. Bí quyết thứ hai là duy trì hoạt động thể chất. Đây là bí quyết mà cụ hàng xóm nhà tôi áp dụng gần như mỗi ngày. Nhiều năm nay, cụ thường tập một số bài tập nhẹ mỗi ngày, chẳng hạn như đi bộ hay thái cực quyền. Theo tôi tìm hiểu được thì những bài tập này giúp ngăn ngừa một số bệnh như cao huyết áp và tiểu đường của bác ạ. Ngoài ra, cụ ấy cũng thường duy trì một số hoạt động tư duy, rèn luyện trí não, chẳng hạn như đọc sách, chơi cờ. Cụ bảo những việc này có thể giúp duy trì sức khỏe của não bộ đấy của bác ạ. Nhờ vậy mà tôi chơi 3 ván cờ với cụ thì đều thua cả 3. Ngẫm lại tôi thấy mình thật kém cỏi. Bí quyết sống thọ thứ 3 là luôn có thái độ sống tích cực. Cụ hàng xóm nhà tôi bảo, muốn sống thọ thì đừng suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Cuộc đời này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì hãy cứ giữ vững tinh thần và tâm lý để đối diện và vui vẻ chấp nhận. Bởi có đau khổ tuyệt vọng thì mọi thứ đã an bài, khó có thể thay đổi nếu cứ giữ thái độ sống như thế. Vậy thì cứ vui vẻ đón nhận rồi tìm cách vượt qua thôi. Đồng thời, cụ cũng có đời sống xã hội tốt, duy trì liên lạc thường xuyên với bạn bè và người thân trong gia đình. Điều này giúp cụ duy trì sức khỏe tinh thần rất tốt cho mình. Và cuối cùng là duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn. Cụ thường có lịch trình ngủ đều đặn, đi ngủ sớm và dậy sớm, nghỉ ngơi đầy đủ, bao gồm cả 30 phút ngủ trưa. Cụ bảo không thức khuya hay làm việc quá sức đóng vai trò đáng kể trong việc duy trì sức khỏe và khả năng miễn dịch tốt cho hệ xương khớp của mình. Ngoài ra, cụ còn cho biết thêm, muốn thọ lâu thì cần tuân thủ một số thói quen sinh hoạt lành mạnh như bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia nữa cô bác ạ. Vâng, đó chính là 4 bí quyết vàng mà bà cụ hàng xóm nhà tôi năm nay cụ gần 100 tuổi đã và đang áp dụng. Nhiều cô bác có thể đã biết những bí quyết đó, nhưng tôi tin chắc là rất ít người có thể áp dụng được. Một phần vì thói quen đã ăn sâu, cô bác khó thay đổi. Một phần vì nhiều cô bác không có điều kiện để áp dụng. Tuy nhiên, để nâng cao sức khỏe cho xương khớp, từ đó giúp gia tăng tuổi thọ, cô bác nếu không theo được 4 bí quyết trên đây thì hãy cố gắng uống đủ nước nhé. Đặc biệt, có một loại nước rất hữu ích để gia tăng tuổi thọ đó cô bác ạ. Mời cô bác theo dõi tiếp chương trình để tìm hiểu nhé. Cô bác thường cho rằng chỉ có sữa mới tốt cho sức khỏe xương khớp. Tuy nhiên,
việc duy trì đủ nước cũng đóng vai trò quan trọng. Nước là thành phần chính của chất lỏng hóa dịch. Thiếu chất lỏng có thể làm tăng tình trạng viêm và làm giảm lượng chất lỏng đệm khớp. Đối với những ai bị bệnh viêm khớp, tình trạng mất nước có thể dẫn đến đau khớp nghiêm trọng hơn và kèm theo các triệu chứng khó chịu khác. Vì vậy, điều quan trọng là cần cung cấp đủ nước. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Việt Pháp, người bệnh viêm khớp nên uống một cốc nước ấm sau khi ngủ dậy, trước bữa ăn sáng. Trung bình mỗi ngày nên uống đủ 8 cốc nước, khoảng 2 lít nước. Ngoài nước lọc, có thể uống một số loại nước khác như trà, cà phê, sữa, hoa quả. Đặc biệt, trà xanh hoặc các loại trà mạn rất giàu polyphenol là một hợp chất từ thực vật có tác dụng chống viêm, rất có lợi cho người bệnh viêm khớp. Trong đó, trà xanh được coi là nước uống có lợi nhất vì chứa thành phần hoạt chất polyphenol loại epigallocatechin 3 galate, viết tắt là EGCG của bác nhé. Loại hoạt chất này có thể ức chế tình trạng viêm bằng cách giảm sản xuất cytokinin gây viêm và làm hỏng các axit béo trong tế bào, ngăn chặn việc sản xuất các phân tử gây tổn thương khớp ở những người bị viêm khớp dạng thấp. EGCG được chứng minh là có hoạt tính chống oxy hóa mạnh gấp 100 lần so với vitamin C và E. Ngoài ra, hoạt chất này còn được cho là có tác dụng trong việc bảo tồn sụn và xương. Có mối liên hệ giữa đau khớp và các yếu tố liên quan đến chất béo như tăng cholesterol, hội chứng chuyển hóa và viêm nhiễm do thừa cân. Viêm khớp dẫn đến đau khớp và nghiên cứu đã cho thấy trà xanh giúp làm dịu nó bằng cách giải quyết các vấn đề về cholesterol và chất béo trong cơ thể. Nghiên cứu cũng cho thấy catechin trong trà xanh làm giảm trọng lượng cơ thể, vòng eo, khối lượng mỡ cơ thể và mỡ dưới da của bác nhé. Những tế bào mỡ đó dẫn đến tình trạng viêm. Trà xanh chứa nhiều polyphenol, chất chống oxy hóa, được cho là có tác dụng giảm viêm và làm chậm quá trình phá hủy sụn. Ngoài ra, việc cô bác thường xuyên uống trà xanh có thể điều chỉnh quá trình trao đổi chất, tác động đến tế bào T, là một phần của phản ứng miễn dịch quá mức của bệnh viêm khớp dạng thấp, đồng thời cải thiện phản ứng căng thẳng, giấc ngủ và tâm trạng. Nhìn chung, những tác dụng này giúp ngăn ngừa và kiểm soát các trường hợp viêm khớp dạng thấp thường hay mắc phải ở người cao tuổi. Cô bác lưu ý là các loại trà xanh, trắng và đen thường chứa caffeine có thể gây hồi hộp, mất ngủ. Vì vậy, người bệnh nên uống lượng vừa phải, không nên uống khi đói, không nên uống vào buổi chiều, tối và trước khi đi ngủ của bác nhé. Và ngoài những điều tôi chia sẻ ở trên, để tăng cường sức khỏe cho xương thì từ đó gia tăng thêm độ tuổi thì cô bác cũng cần phải tránh xa hoặc hạn chế sử dụng các loại thực phẩm sau đây để xương khớp được cho khỏe, nhất là những ai đang bị loại bệnh này. Nếu không muốn lên đường sớm thì càng phải tuân thủ nhé. Thứ nhất là thực phẩm có chứa nhiều muối. Nếu càng ăn nhiều muối, cơ thể của bác càng loại bỏ nhiều canxi. Điều đó đồng nghĩa là nó không có ích cho xương đâu của bác. Canxi là thành phần quan trọng hình thành bộ xương khỏe mạnh. Nếu xương bị mất canxi, sẽ trở nên yếu, dễ gãy hơn, gia tăng nguy cơ loãng xương. Các loại thực phẩm như bánh mì, phô mát, khoai tây chiên, thực phẩm đóng hộp và thịt nguội là những thực phẩm có lượng muối cao, không tốt cho người gặp vấn đề xương khớp. Ăn nhiều muối còn làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp nữa đó cô bác ạ. Tuy nhiên, người bệnh xương khớp cũng không cần phải cắt bỏ muối hoàn toàn khỏi khẩu phần ăn của mình, nhưng nên ăn ít hơn 2.300mg muối mỗi ngày thôi của bác nhé. Thứ hai là thịt đỏ và thịt đã qua chế biến. Nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều thịt đỏ, thịt heo, thịt bò, thịt dê và thịt đã qua chế biến, giam bông, xúc xích, thịt sông khói làm tăng các triệu chứng RA. Nguyên nhân là những loại thịt này thúc đẩy quá trình sản xuất interleukin 6, protein phản ứng C và hormone cysteine, dấu hiệu viêm trong cơ thể. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra ăn nhiều thịt đỏ làm tăng nguy cơ gây viêm khớp dạng thấp đấy cô bác nhé. Nếu cô bác cứ lạm dụng mà dùng nhiều thì đừng hỏi vì sao mình lại không thể sống thọ nhé. Thứ ba là thực phẩm nhiều đường. Ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai bị viêm khớp dạng thấp. Các nghiên cứu đã chứng minh nạp quá nhiều thực phẩm chứa đường sẽ làm trầm trọng hơn các triệu chứng RA cũng như tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh viêm khớp. Cụ thể, trong một nghiên cứu ở 1.209 người trưởng thành, độ tuổi từ 20 đến 30, những người uống đồ uống có đường fructose 5 lần mỗi tuần có nguy cơ bị viêm khớp dạng thấp gấp 3 lần so với những ai uống ít hoặc không sử dụng đồ uống có đường fructose.
Đường được tìm thấy trong kẹo, nước ngọt, kem, chè, bánh ngọt cùng nhiều loại thực phẩm khác, bao gồm cả những món tưởng chừng vô hại như nước sốt thịt nướng, mayonnaise đấy cô bác nhé. Thứ tư là thực phẩm chế biến quá kỹ. Các món ăn được chế biến quá kỹ như thức ăn nhanh, ngũ cốc ăn sáng và bánh nướng thường chứa nhiều ngũ cốc tinh chế, đường bổ sung, chất bảo quản cùng các thành phần có khả năng gây viêm khác. Tất cả đều làm trầm trọng thêm triệu chứng viêm khớp của cô bác thôi ạ. Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn phổ biến của người phương Tây giàu thực phẩm chế biến sẵn là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh RA, do làm tăng tình trạng viêm và các yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo phì. Không chỉ vậy, trong một cuộc khảo sát ở 56 người bị RA, những người ăn nhiều thực phẩm chế biến quá kỹ sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, do trong máu xuất hiện nồng độ glycase hemoglobin, một dấu hiệu kiểm soát lượng đường trong máu lâu dài của bác nhé. Thứ năm là lúa mì với sữa. Mặc dù ăn lúa mì với sữa có vẻ là một món ăn lành mạnh, nhưng thực tế thì khi cô bác ăn lúa mì với sữa, cơ thể cô bác sẽ hấp thụ ít canxi hơn. Có thể cô bác sẽ lo lắng về các loại thực phẩm chứa lúa mì như bánh mì có thể chứa cám lúa mì, nhưng điều này không cần thiết. Chỉ cần cô bác biết điều đó và có thể bổ sung canxi bằng thực phẩm bổ sung, hãy uống thuốc trước ăn 1 giờ hoặc sau ăn ít nhất 2 giờ là được cô bác nhé. Thứ 6 là dầu bắp. Các món nướng và đồ ăn vặt thường chứa nhiều dầu bắp và các loại dầu chứa nhiều axit béo omega 6. Chúng đều là các chất gây viêm. Nếu bị đau khớp, cô bác nên tránh ăn các món ăn vặt chứa nhiều dầu bắp. Thay vào đó, nên ăn các loại thực phẩm chứa axit béo chống viêm omega 3. Cô bác nên ăn thực phẩm chứa nhiều dầu ô liu, đậu phộng, hạt lanh và hạt bí đỏ. Những nghiên cứu cho thấy omega 3 có khả năng làm giảm đau khớp đối với nhiều người đó ạ. Thứ 7 là rượu bia, nước ngọt và đồ uống có ga. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên cáo để kiểm soát tình trạng mất xương nên hạn chế lượng rượu uống vào. Cô bác không nên uống quá 1 ly mỗi ngày đối với phụ nữ và 2 ly đối với nam giới. Bởi bia rượu và các đồ uống có cồn nói chung có thể cản trở cơ thể của bác hấp thụ canxi đó ạ. Tác hại của nước ngọt và đồ uống có ga, cà phê cũng tương tự như vậy. Nó làm thất thoát lượng canxi vốn có trong xương, từ đó làm sức khỏe của xương bị giảm xuống, dễ gãy khi gặp va chạm. Khi của bác bị các bệnh về xương khớp, thì việc ăn uống và bồi bổ cho cơ thể bằng những món ăn bổ dưỡng là điều không thể thiếu. Sau đây tôi xin chia sẻ với cô bác một số món ăn giàu dinh dưỡng giúp hồi phục chức năng cho xương, từ đó góp phần nâng cao tuổi thọ cho cô bác. Cô bác tiếp tục theo dõi chương trình nhé. Thứ nhất là món gà ác trừng táo tàu. Nguyên liệu của bác cần chuẩn bị là gà ác 1 con, táo tàu đen 10 quả, hoài sơn 15g, câu kỳ tử 10g, y dĩ 15g, gia vị vừa đủ. Cách chế biến, cô bác làm gà sạch, bỏ bộ lòng, hành tím 2 củ, bóc vỏ nướng chín, y dĩ ngâm nở rửa sạch, gà các vị khác rửa sạch để ráo. Cô bác đặt gà ác vào thố, cho các vị thuốc vào, đổ nước vừa đủ, chừng cách thủy khoảng 1,5 giờ. Sau đó cô bác nêm bột gia vị, thả hành tím vào, chừng thêm 30 phút nữa. Lấy thịt gà ra, rắc tiêu và ăn khi nóng. Cô bác nên ăn mỗi ngày một lần và ăn liên tục từ 7 đến 10 ngày để món ăn phát huy hết được tác dụng của nó trong việc kiện tỳ bổ thận, chữa xương khớp tê, đau nhức của bác nhé. Thứ hai là món canh gà hầm đương quy. Nguyên liệu thì cô bác chuẩn bị gà 1 con nhỏ, đương quy 15g, xuyên khung 4g, nghêu tất bắc 6g, thang ma 4g, y dĩ 12g, hành lá, gừng, rượu trắng, bột gia vị vừa đủ. Cách chế biến, cô bác làm sạch gà, bỏ bộ lòng, tất cả các vị thuốc cho vào bát to cùng với hành giã nhuyễn, gừng cắt sợi, cho bột gia vị vào trộn đều, thêm ít rượu. Hỗn hợp này, cô bác nhồi vào bụng gà, may kín lại, rồi cho vào nồi, đổ nước vừa đủ, hầm khoảng 2 giờ. Sau đó, cô bác thả hành lá đã cắt khúc, rắc tiêu rồi ăn khi nóng. Cô bác nên cách ngày ăn món này một lần và liên tục trong 7 ngày. Món ăn này giúp cô bác chữa suy nhược cơ thể, bổ máu, huyết áp thấp, cảm nhiễm phong hàn thấp khí, xương khớp đau nhức của bác nhé. Thứ ba là cháo cá chê, đậu đen. Nguyên liệu gồm cá chê 400g, gạo nếp 200g, đậu đen xanh lòng 200g, y dĩ 20g, chần bì 1 miếng, bột gia vị, hành tím 4-5 củ, mồi ta, tiêu bột vừa đủ.
Cách chế biến, cô bác mang đậu đen ngâm qua đêm cho nở, rửa sạch. Cá chê thì rửa sạch với nước chanh muối vài lần rồi để ráo. Chân bì ngâm nước 15 phút, rửa sạch bỏ lớp trắng. Gạo nếp ý dĩ vo sạch, hành tím nướng chín bóc vỏ sạch. Cô bác cho gạo nếp, cá, đậu đen, chân bì, ý dĩ cho vào nồi, đổ nước vừa nấu cháo. Khi đậu và gạo nếp chín nhừ thì thêm bột gia vị và củ hành tím đã nướng chín vào. Nấu thêm khoảng 10 phút, nếm vừa miệng là được. Trước khi ăn cháo, cô bác hãy rắc bột tiêu và rau mùi ta cắt nhỏ vào bát để ăn nhé. Món này có các tác dụng là bồi bổ thận dương, thông huyết, chữa tay chân nhức mỏi, hoa mắt, ù tai, chóng mặt. Thứ tư là món chả lá lốt. Nguyên liệu gồm thịt lợn vai 300g, lá lốt 20-30 lá, hành, hạt tiêu, gia vị đủ dùng. Cách chế biến, cô bác xay nhuyễn phần thịt, còn lá lốt thì cắt cuống rửa sạch, để ráo lấy một phần thái chỉ. Sau đó cô bác đem thịt, lá lốt đã thái chỉ để ướp cùng hành, tiêu, gia vị đủ dùng. Tiếp nữa là cô bác trải úp từng lá lên một mặt phẳng, có thể dùng mặt thớt. Xúc phần thịt xay vào giữa cuộn tròn lại. Tiếp theo là cho dầu vào chảo để lửa nhỏ tới khi dầu nóng. Lúc này cô bác cho chả vào rán nhỏ lửa tới chín vàng đều, xếp vào đĩa đem ra ăn nóng với bún hoặc cơm. Món ăn này có tác dụng từ bổ can thận, ôn trung, tán hàn, thông kinh hoạt lạc, hành khí chỉ thống, giảm đau, thích hợp cho những người mắc chứng tê bại chân tay, sưng đau các khớp, hạn chế vận động do phong thấp, kể cả gút đó của bác ạ. Cụ bà 100 tuổi nhưng xương khỏe như 50 nhờ 4 bí quyết trường thọ này mà rất ít người biết. Ăn lành mạnh đủ chất chứ không kiêng khem. Bí quyết thứ hai là duy trì hoạt động thể chất. Bí quyết sống thọ sống khỏe thứ ba là luôn có thái độ sống tích cực. Và cuối cùng là duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn. Hy vọng với 4 bí quyết mà tôi đã chia sẻ trên đây thì cô bác có thể học theo để áp dụng nhằm giúp tăng cường sức khỏe cho xương khớp và nhờ đó mà tuổi thọ được gia tăng. Không cần thuốc tiên, thuốc thánh, chỉ cần cô bác thực hiện theo đúng các nguyên tắc mà tôi chia sẻ trong chương trình là đã sống thọ, sống khỏe rồi đó cô bác ạ. Và đến đây thì nội dung chương trình cũng xin được khép lại. Nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý. An tâm vui vẻ, sống khỏe mỗi ngày.